Thị trường crypto đã phát triển mạnh mẽ trong suốt nhiều năm qua. Nếu bạn có một công ty khởi nghiệp tiền điện tử, bạn cần phải thu hút được cộng đồng riêng của mình. Đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành, chính vì thế, xây dựng chiến lược marketing là một giải pháp tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn muốn thúc đẩy thương hiệu của mình. 1. Dịch vụ add member add member được hiểu là thêm số lượng member vào trang của bạn. Điều này sẽ giúp trang của bạn trở nên chuyên nghiệp và uy tín trong mắt người dùng hơn. Đến với auto marketing, chúng tôi sẽ lấy member từ group chỉ định, group đối thủ, lấy member theo lĩnh vực, từ đó giúp group phát triển theo đúng tệp đối tượng mà khách hàng mong muốn. 2. Dịch vụ tăng số lượng member group tăng số lượng member group là dịch vụ làm cho group của bạn nhận được một số lượng thành viên như bạn mong muốn mà không tốn quá nhiều công sức và thời gian. Cách này sẽ giúp group của bạn lan truyền nhanh chóng hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Dịch vụ này của nhà auto marketing là tăng số lượng member ảo Việt và Tây theo yêu cầu. Có thể điều chỉnh được tốc độ trong ngày. Quý khách hàng có thể tham khảo báo giá dịch vụ tăng số lượng member group của nhà mình tại đây. 3. Dịch vụ auto tương tác group Telegram auto tương tác group Telegram là dịch vụ làm cho group Telegram của bạn có nhiều lượt tương tác hơn làm trực tiếp trên website http 2 gạch chéo gạch chéo auto sitting com với các chức năng nổi bật như tạo kịch bản bao gồm có text, hình ảnh, icon và reply tin nhắn. Lên lịch chạy theo ngày 1 giờ. Tùy chọn loại clone theo ngày, có 3 loại là Việt Nam, tiếng Anh và tiếng Trung. Đồng bộ tự động lấy tin nhắn từ một group bất kỳ chạy sang group của mình. Lên lịch chạy một kịch bản cho không giới hạn số group chỉ bằng một thao tác click chuột dành cho tài khoản custom nhiều group. 4 dịch vụ tăng member online 24 trên 24 tăng member online 24 trên 24 là dịch vụ giúp giảm thiểu tối đa khả năng bị report group và tăng khả năng bán hàng, mang lại hiệu quả bán hàng tốt. Khi sử dụng dịch vụ thì khách hàng sẽ được tăng member online 24 trên 24 trong group không giới hạn số lượng. 5. Dịch vụ tăng sub channel khi bạn muốn nhiều người biết đến mình và tương tác với mình nhiều hơn thì cách tốt nhất là sử dụng dịch vụ tăng sub channel. Bởi dịch vụ này sẽ giúp channel của bạn nhận được nhiều lượt đăng ký và chia sẻ, từ đó thương hiệu của bạn cũng được nâng tầm hơn. 6. Dịch vụ tăng mắt bài viết channel đây là cách hiệu quả nhất để bài viết của bạn trên channel tiếp cận với nhiều độc giả. Nếu bài viết của bạn có giá trị thì những độc giả sẽ chia sẻ bài viết của bạn lên các group khác. Từ đó làm cho channel của bạn phát triển nhanh chóng hơn. Bạn có thể xem báo giá dịch vụ tăng mắt bài viết channel của đơn vị uy tín số 1 trên thị trường tại đây 7. Dịch vụ tăng reaction bài viết reaction là hình thức phản hồi lại tin nhắn hay bài viết bằng biểu tượng cảm xúc. Nếu bài viết của bạn không có nhiều lượt reaction thì bài viết sẽ không có nhiều lượt tương tác, mà không có nhiều lượt tương tác thì bài viết đó như là bài viết chìm. Cách tốt nhất để có nhiều lượt reaction bài viết là sử dụng dịch vụ tăng reaction bài viết. 8. Dịch vụ tăng pull lượt vote pull lượt vote được hiểu là số lượt bình chọn cho bài viết pull. Nếu bài viết pull của bạn có nhiều lượt vote thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người tò mò khám giá. Hãy đến và để auto marketing giúp bạn tăng pool lượt vốt bằng cách tự động tăng bình chọn theo yêu cầu trên bài viết pool với số lượng không giới hạn. 9. Dịch vụ tăng member voice chat group có thể nói đây là cách hiệu quả giúp group của bạn được biết đến nhiều hơn bởi khi có nhiều thành viên trong nhóm chat thì mọi người sẽ tìm hiểu xem group chat của bạn có điểm gì mà thu hút đến vậy. Tại nhà auto marketing bạn sẽ được tăng member voice chat theo số lượng yêu cầu, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây. 10. Dịch vụ Twitter Twitter là trang mạng xã hội cho phép bạn nhắn tin, trò chuyện hoặc đăng bài viết để chia sẻ tới mọi người. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dịch vụ Twitter như tăng follow, tăng like, tăng retweet cho kênh Twitter giúp giá trị của kênh được nâng tầm hơn. 11. Dịch vụ tăng member Discord tăng member Discord được hiểu là tăng số lượng thành viên cho cao Discord của bạn. Discord có nhiều member sẽ giúp hồ sơ của marketing.pro, chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội iSocial chất lượng cao, dịch vụ Facebook dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website tunmarketing.pro hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.